Mặc kệ dư luận, hot boy trà sữa tung bộ ảnh cưới ở Đà Nẵng đẹp lung linh. Sau khi tiết lộ phải bình tĩnh mà sống trước búa rìu dư luận vì giành ngôi quán quân thách thức danh hài không thuyết phục nhờ Trấn Thành cười dễ dãi, hot boy trà sữa Lê Tấn Lợi bất ngờ tung bộ ảnh cưới ở Đà Nẵng đẹp lung linh. Bên cạnh khả năng dưỡng sức ở thách thức danh hài, chuyện tình 5 năm của Lê Tấn Lợi với cô vợ sắp cưới mũm mĩm tên Thu Tần cũng thu hút sự chú ý từ khán giả. Người ta từng nói yêu nhau lâu thì chán, nhưng Lê Tấn Lợi tiết lộ anh với Thu Tần ngày nào cũng vui, càng ở bên nhau lại càng thấy thương và gắn bó với nhau hơn. Chưa hết, hot boy trà sữa khẳng định từ hồi yêu Thu Tần thì chỉ nghĩ đến cô và không hề có tình cảm với người nào khác. Tôi không thấy nó có tật xấu nào hết, mập mập xinh xinh, nó hay quạo hay mắng cũng không có xấu, nghe vui tai mà. Lê Tấn Lợi khen vợ tương lai dễ thương, hiền lành tốt bụng và không có tật xấu. Sau khi tổ chức đám hỏi vào năm 2016, rồi về ở chung căn nhà thuê để tiện bán trà sữa, Lê Tấn Lợi và Thu Tần sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 4, 2017 tới. Trên Facebook cá nhân, hot boy trà sữa chia sẻ vài biết bảo vệ mình và cả Trấn Thành. Từ anh nam thành viên tự xưng là cựu thành viên trong ban tổ chức thách thức danh hài, kèm dòng chú thích. Cảm ơn anh đã thay em và nhiều thí sinh thách thức danh hài nói được lòng mình. Chương trình đã qua rồi, Lợi xin ghi nhận và cảm ơn mọi ý kiến chê khen của các anh chị và các bạn. Giờ thì bình tĩnh sống thôi. Cách đây không lâu, Lê Tấn Lợi cho thấy sự lạc quan của mình khi tung bộ ảnh cưới được chụp tại nhiều địa điểm ở Đà Nẵng kèm theo chú thích đẹp không cả nhà ơi, cảnh thật không luôn đó. Hot boy trà sữa chia sẻ 18 ảnh cưới chụp ở Đà Nẵng. Mặc cho dư luận dè biểu, Lê Tấn Lợi tiếp tục tận hưởng cuộc sống hạnh phúc bên vợ mộc của mình. Với số tiền 250 triệu có được từ thách thức danh hài, ngoài phần dành cho mẹ, Lê Tấn Lợi sẽ sử dụng để chỉnh trang quán trà sữa Long An và chuẩn bị cho mái ấm của mình. Lộ diện con trai đầu lòng khiến Đan Trường bật khóc vì hạnh phúc. Sau nhiều năm mong chờ và lo lắng, nam ca sĩ Đan Trường và bà xã Thủy Tiên hạnh phúc ngập tràn khi chào đón con trai đầu lòng. Trong suốt 3 năm kết hôn, Đan Trường và Thủy Tiên trải qua nhiều khó khăn và kiên trì mới có được con. Khi biết tin bà xã mang thai, Đan Trường gần như vỡ òa hạnh phúc. Tôi chờ đợi điều này lâu lắm rồi. Khi Thủy Tiên báo cô ấy mang thai, tim tôi đập nhanh. Lúc đó tôi muốn chia sẻ với mọi người niềm hạnh phúc sắp có một tiểu bo bo chào đời. Từ khi biết vợ mang bầu, Đan Trường hạn chế đi diễn và dành nhiều thời gian chăm sóc gia đình. Bà xã nam ca sĩ nhận xét chồng là người cao thượng, dù bận bịu việc ca hát, vẫn cố gắng chăm sóc lo lắng cho vợ và con sắp chào đời. Mới đây, vợ Đan Trường đã hạ sinh con trai nặng 3,5kg bằng phương pháp thường tại một bệnh viện ở San Jose, California của Mỹ vào sáng sớm 26 tháng 2. Tên con trai của Đan Trường là Thiên Từ. Đan Trường muốn bật khóc khi nhìn thấy con, anh chia sẻ. Khi nghe tiếng con khóc trong phòng sinh, tôi cảm thấy lâng lâng như muốn bật khóc theo. Giây phút đó tôi mới cảm nhận được hạnh phúc làm cha là như thế nào. Kể từ khi vợ mang thai, Đan Trường đã học cách trở thành cha, chăm sóc em bé và hạn chế nhận show. Thậm chí Đan Trường tiết lộ sẽ không biểu diễn nhiều trong tháng, dành thời gian về Mỹ đón chào con trai chào đời. Cũng không quá tham công tiếc việc, vợ ca sĩ Đan Trường doanh nhân Thủy Tiên tiết lộ sẽ bán toàn bộ hệ thống nhà hàng do vợ chồng cô làm chủ, đồng thời rút khỏi việc điều hành công ty riêng để dành toàn tâm toàn lực nuôi dạy con trai. Nói về việc nuôi dạy con, nam ca sĩ không muốn con lớn lên ở Mỹ, nhưng vì ý muốn của vợ nên anh phải chiều theo. Tôi không thích vợ sinh con và để con lớn lên bên Mỹ, nhưng vợ tôi muốn điều đó nên tôi phải chiều theo. Tôi muốn con sinh ra ở Việt Nam để từ nhỏ bé thấm được nền văn hóa của cha ông. Tôi thích truyền thống dân tộc, nhất là đạo lý uống nước nhớ nguồn. Ví dụ tôi hơn 40 tuổi vẫn luôn chăm sóc lo lắng cho cha mẹ mình. Ghen tị với cuộc sống vương giả của ca nương Kiều Anh, đúng là phụ nữ sướng khổ nhờ chồng. Không chỉ sở hữu tủ đồ hiệu đắt đỏ, ca nương Kiều Anh còn khiến nhiều người ghen tị bởi những chuyến du lịch sang chảnh. Ca nương Kiều Anh tên thật là Nguyễn Kiều Anh, sinh năm 1994 trong một gia đình có truyền thống ca trù ở Hà Nội. Ngay từ khi còn rất nhỏ, Kiều Anh đã được tiếp xúc với bộ môn nghệ thuật ca trù và sớm bộc lộ năng khiếu ca hát. Đến năm 6 tuổi, Kiều Anh theo truyền thống gia đình bắt đầu học ca trù một cách bài bản. Ở tuổi đôi mươi, cô đã trở thành ca nương mà theo lời của Tuấn Hưng thì
thì cô là ca nương trẻ tuổi và hát hay nhất ở Hà Nội. Sau khi gây tiếng vang tại The Voice 2015, Kiều Anh bất ngờ tuyên bố kết hôn với Văn Quỳnh, cháu trai phó giáo sư Văn Như Cương. Sau đám cưới, Kiều Anh thường xuyên chia sẻ lên trang cá nhân những hình ảnh về cuộc sống của mình. Và có lẽ không cần nói nhiều, chỉ cần nhìn vào những hình ảnh mà Kiều Anh chia sẻ cũng đủ thấy cuộc sống của cô gái xinh đẹp này đang viên mãn và hạnh phúc đến chừng nào. Được biết, hiện tại Kiều Anh và chồng đang sống trong một căn hộ cao cấp vô cùng sang trọng. Không những thế, cô nàng còn sở hữu những chiếc xế hộp đắt đỏ và sang trọng. Kiều Anh từng khiến nhiều người ghen tị khi cô được đón dâu bằng chiếc xe mui trần Bentley có giá khoảng 12 tỷ đồng. Chỉ cần nhìn phong cách của Kiều Anh cũng đủ biết giá trị ngôi nhà khủng đến thế nào. Thường xuyên xuất hiện trong các bộ trang phục áo dài nền nã, nhưng ít ai ngờ rằng Kiều Anh sở hữu bộ sưu tập đồ hiệu không thua kém bất kỳ ai. Trên trang cá nhân của mình, Kiều Anh thường chia sẻ những món đồ hiệu đắt đỏ. Cô ca sĩ xinh đẹp dành nhiều sự quan tâm cho những đồ phụ kiện như kính mắt, giày dép và túi xách. Kiều Anh từng khoe đồng hồ đô sang chảnh với chồng thuộc nhãn hiệu hiệu Hugo, trị giá hơn 200 triệu đồng. Bộ sưu tập hàng hiệu khủng của Kiều Anh với đồng hồ, kính và chiếc điện thoại Vertu trên chiếc xế hộp Frank Gover. Chiếc túi trần da cổ điển 1.55 của nhà Chanel được Kiều Anh khá yêu thích. Không chỉ sở hữu đồ hiệu đắt đỏ, Kiều Anh còn dành nhiều thời gian cho những chuyến du lịch cùng chồng hoặc bạn bè. Ở mỗi nơi cô đến, Kiều Anh thường chia sẻ bằng hình ảnh và những kinh nghiệm cho mọi người. Kiều Anh khoe hình đi du lịch Nhật Bản, là một người biết hưởng thụ cuộc sống. Kiều Anh dành nhiều thời gian để du lịch để giảm căng thẳng. Những chuyến du lịch nghỉ dưỡng, thư thái tại resort cao cấp hay khách sạn 5 sao không phải là điều gì lạ lẫm với cô gái xinh đẹp của The Voice. Sở hữu 3 vòng chuẩn không kình chỉnh, 90-60-90, Kiều Anh còn khiến nhiều người ghen tị khi thường xuyên khoe hình ảnh mặc bikini nóng bỏng. MC Anh Tuấn dẫn 160 mô tô diễu hành tưởng nhớ Trần Lập. Đây là hoạt động nhằm tưởng nhớ một năm ngày mất người anh lớn Trần Lập và cổ vũ cho live show Trần Lập hẹn gặp lại. Sáng Chủ nhật 26 tháng 2, 160 chiếc mô tô từ nhiều đội xe trên địa bàn thành phố Hà Nội đã hội ngộ tại cung thể thao Quần Ngựa để tham gia diễu hành tưởng nhớ cố nghệ sĩ Trần Lập. MC Anh Tuấn cho biết anh cảm thấy rất xúc động vì chỉ sau một lời kêu gọi của anh trên mạng xã hội mà đã tập hợp được đông đủ anh em tham gia. Trong cuộc diễu hành xe phân khối lớn này, MC Anh Tuấn đi chiếc xe của cố nghệ sĩ Trần Lập. Sinh thời, cố nghệ sĩ Trần Lập đam mê khám phá những cung đường trên xe phân khối lớn và anh có mối quan hệ thân thiết với nhiều anh em biker ở Hà Nội. Nam diễn viên Lê Hồng Đăng cũng giữ đúng lời hẹn sẽ xuất hiện tại buổi diễu hành dù trước đó anh cũng chưa dám chắc sẽ đến được. Hồng Đăng trên chiếc xe Ducati 939. Để tránh làm ảnh hưởng đến người tham gia giao thông, MC Anh Tuấn đã dẫn đoàn đi qua những cung đường lớn, thoáng và mật độ giao thông không cao. Cụ thể, đoàn diễu hành chạy theo lộ trình cung thể thao Quần Ngựa, Đào Tấn, Võ Chí Công, cầu Nhật Tân, cầu Đông Trù, cầu Trương Vương, Yên Phụ, Thanh Niên, Thụy Khê và Văn Cao. Trong suốt hành trình, đoàn luôn dùng ký hiệu và đội an ninh để đảm bảo đội hình hàng hai không nẹt bô hay đi quá tốc độ và dừng đèn đỏ như người đi xe máy bình thường. Ở một quãng đường vắng ở giữa cầu Nhật Tân và cầu Đông Trù, đoàn diễu hành tranh thủ dừng lại để chụp ảnh. Không chỉ là một cuộc diễu hành, đây còn là một cơ hội để giao lưu, gặp gỡ, chia sẻ của những người chung niềm đam mê. Thu Anh, thành viên của đội xe Ducati cho biết, cô cảm thấy rất xúc động vì lần đầu tiên được tham dự một cuộc diễu hành quy mô lớn như thế này. Đặc biệt, qua chuyến đi này, Thu Anh muốn bày tỏ lòng ngưỡng mộ với cố nghệ sĩ Trần Lập. Tối 26 tháng 2, live show Trần Lập hẹn gặp lại sẽ diễn ra tại cung thể thao Quần Ngựa với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ như ban nhạc rock Ngũ Cung, Microwave, ca sĩ Tùng Dương, Phạm Anh Khoa, Tạ Quang Thắng. Và tất nhiên là không thể thiếu các thành viên của ban nhạc Bức Tường, những người bạn, những người đồng hành với cố nghệ sĩ Trần Lập. Dù nổi tiếng và giàu sụ, Trường Giang vẫn quyết chân quê thế này. Dù nổi tiếng và giàu có ra sao, thế nhưng Trường Giang cho biết, anh không quên mình từng xuất thân trong gia đình nhà nông. Bởi thế, nam danh hài vẫn quyết giữ gìn những nét chân quê vốn có.
Có thể nói trong showbiz Việt, bên cạnh nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh, MC Quyền Linh là hai cái tên thường được người hâm mộ nhắc đến mỗi khi nói đến sự giản dị bình dân của người nghệ sĩ, thì Trường Giang cũng được không ít khán giả yêu mến vì điều này. Trường Giang hiện đang có một tình yêu đẹp với Nhã Phương khiến nhiều người ngưỡng mộ. Nổi tiếng giàu sụ và có bạn gái xinh đẹp, nhưng Trường Giang không quên xuất thân của mình. Không hào nhoáng sang trọng như khi xuất hiện trong các sự kiện quan trọng, Trường Giang ở đời thường là một nghệ sĩ gần gũi và chân quê. Hình ảnh mười khó với chiếc áo kính cổ, quần kéo cao, xoắn ống cao ống thấp, đầu đội mũ mang dép tổ ong và sở hữu giọng nói miền Trung đặc trưng đã trở thành hình ảnh quen thuộc với khán giả mỗi khi Trường Giang xuất hiện trên sân khấu. Trường Giang tự hào khi được trình diễn đúng chất con người trong anh. Không chỉ mang dép tổ ong, Trường Giang còn sở hữu dáng ngồi chân quê không lẫn vào đâu được. Bạn trai Nhã Phương luôn đồng hành cùng đôi dép huyền thoại trên mọi nẻo đường. Trường Giang từng khiến nhiều người bất ngờ và thích thú khi anh bước ra từ chiếc xe hơi sang trọng với dép tổ ong đang mang. Nam danh hài tự tin với nét chân quê mà anh đang góp công giữ gìn. Chàng hề xứ Quảng từng thổ lộ rằng anh luôn ghi nhớ nguồn cội và không quên mình vốn dĩ là một người nông dân. Chính sự giản dị và quyết giữ gìn nét chân quê của Trường Giang đã giúp anh nhận được nhiều sự yêu mến từ công chúng và ngày càng gặt hái thành công hơn nữa trong sự nghiệp của mình.